Mấy ngày hôm nay mình nghe được một mẫu tin là con Ryzen 7 7800X 3D này chạy ngon trên một con men giá rẻ chỉ hơn 2 triệu đồng thôi, là con men bo A620 đến từ AMD. Thì tiện đây cũng có một bạn hỏi mình rằng anh ơi, anh test con 7800X 3D đi, nó chơi game ăn cả con i9 kìa. Nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa thì ở đây thì mình cũng sẽ retest cho các bạn luôn về cái khả năng chạy và kéo cánh của con A620 này đối với lại con Ryzen 7 7800X 3D, liệu rằng em này nó có hoạt động maximum công suất trên con mainboard này không nha. Xin mời. Để giới thiệu lại cho các bạn về em Ryzen 7 7800X 3D ở trên tay mình đây, thì đây là một em CPU thuộc thế hệ 7000 series của AMD. Và như các bạn đều biết rồi, những cái con mà có hậu tố về 3D thì nó sẽ được trang bị công nghệ là 3D V-cache. 3D V-cache. Mà đọc theo tiếng Việt là 3D V-cache. Thì cái ý nghĩa của cái việc này á, nó sẽ có nhiều bộ nhớ L3 cache hơn, từ đó nó sẽ giúp cho cái việc là các bạn chơi game sẽ có FPS cao hơn. Và có rất là nhiều những bài test thực tế trên mạng của các test lab lớn rồi, như là Tech Power Up hay là như ông nhà Hardware Unbox, chỉ ra rằng em này có khả năng gaming còn mạnh hơn so với con đầu bản của Intel là con 13.900k các bạn ạ. Và cái mức giá của em này là cực kỳ bất ngờ, nó rẻ hơn so với 3.900k tới tận 7 củ. Vâng, và đó là cái con 7800X 3D của chúng ta. Có một cái điều đáng tiếc á, là mình không có được RTX 4090 giống như là những anh Tây đó để mà mình có thể test trong cái video clip này trực tiếp để cho các bạn có thể tham chiếu được cái kết quả. Nhưng mà các cái bài test đó mình đều có đang để đường link phía bên dưới, giống như là các bạn đang được nhìn thấy ở trên capture đây. Thì đều là những cái bài test từ 720p Full HD cho tới 4K gaming luôn. Thì bạn đều thấy là con này nó vẫn có kết quả là cao hơn 63.900k luôn. Thì đường link mình đều có để phía bên dưới để cho các bạn có thể tham khảo ha. Và ở đây mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn về cái dàn bench mà mình đang có lắp em Ryzen 7 7800X 3D ở đây để mình có thể test chung nó. Thì ở đây hệ thống của mình sẽ sử dụng là mainboard Asus Prime A620M. Và mình đang sử dụng trên đây là một con Vega là RTX 4070. Mình sử dụng nguồn là 1000W. Và cuối cùng là RAM mình đang sử dụng 32GB RAM DRAM 5 đến từ Kingston. Còn bây giờ thì mình sẽ retest cho các bạn luôn là hiệu năng của em 7800X 3D này trên một con men thật sự là rất rẻ thì nó có maximum công suất hay không nha. Xin mời. Ok các bạn ơi, đầu tiên thì mình sẽ đi test thử coi là em này trên con men A620 này á, liệu là nó có đạt cái mức xung tối đa mà chúng ta có nhìn thấy ở trên cái bảng trang chủ của AMD hay không. Thì ở đây TDP default TDP của em này, tức là khi mà chưa ép xung sẽ là 120W. Lưu ý nha, ở TDP ở đây mình chưa rõ là Thermal Design Power, tức là công suất tản nhiệt tối đa của con CPU đó, hay á, là công suất tiêu thụ điện năng tối đa của CPU. Cho nên là mình hiện tại đang có để cái tính năng PBO, tức là Precision Boost Overdrive của AMD, để ở cái mức Enhancement và Level 1 là 90 độ C. Ở cái Enhancement này thì bạn có thể là giới hạn cái nhiệt độ của CPU lại ở mức 70 độ hoặc là 80 độ đối với Level 2 và Level 3 này. Để làm chi? Hệ thống nó sẽ tự nhận diện nhiệt độ của CPU của bạn và tới ngưỡng đó nó sẽ giới hạn cái hiệu năng của CPU của bạn luôn. Ở đây mình đang để là 90 độ C ha, tức là max nhiệt độ mà cái con CPU này có thể chạy trên cái tính năng PBO này mà mình cho phép. Thì bây giờ mình sẽ reset lại và cũng như là test Cinebench R23 luôn và Prime 95 luôn ha, để coi là em này có lên được cái mức hiệu năng cao nhất hay không. Ok các bạn, hiện tại mình đang có chạy Prime 95 Small FFT ở trên đây, tức là nó sẽ chạy hết tất cả những nhân và luồng luôn. Thì ở đây bạn đang được nhìn thấy nè, mình sẽ mở magnifier để cho anh em dễ dàng theo dõi ha. Đó, các bạn có thể thấy ha, đây là nhiệt độ của CPU của chúng ta nè, nãy giờ mình chạy cũng được 5 phút rồi đó. Thì nhiệt độ CPU của chúng ta rất là ổn định luôn, max nhiệt của nó chỉ có 67 độ C thôi. Thì á, bởi vì mainboard của chúng ta đang cấp được cho CPU khoảng 82W điện nha các bạn, 82W nha. Trong bài test Prime 95, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang bài test Cinebench 23 xem cái nhiệt độ và cũng như là cái điện năng nó cấp vô có khác hay không. Và bây giờ mình sẽ chấm Cinebench 23 nè, start đó, multicore luôn cho nó hardcore nha các bạn. Đây mình sẽ mở mức nhiệt độ lên ha. Rồi anh em có thể thấy đây nè, con CPU chúng ta nó nhảy một phát lên 81 độ C. Đó các bạn có thể thấy nè, nhiệt độ CPU chúng ta bây giờ khoảng 81 độ C. Đó, nhiệt max là 81,3 độ. Lưu ý nha, ở đây nha, con CPU chúng ta nó không ăn thêm nhiều điện các bạn. Ở đây nè, nhìn CPU package, bạn có thể thấy là nó load khoảng 84W thôi. Đó. Và max của nó là 85W. Thì ở đây á, mình đang nghĩ là con mainboard này của chúng ta đang giới hạn lại lượng điện cấp cho con CPU. Nhờ đó con CPU chúng ta sẽ có một cái nhiệt độ rất là mát các bạn ha. Nhưng mà nếu mà bạn nhìn vào bên trong cái TDP của con CPU này á, thì với cái mức nhiệt độ như thế này, hiện tại mình đang chạy với lại một cái bộ tản nhiệt chỉ có 240 thôi, mm thôi. Thì á, với cái nhiệt độ như thế này và cái mức load TDP như thế này thì như là mình thấy nha, con CPU nó mát, nó mát thiệt. Bây giờ mình nhìn qua cái sung của nó nha các bạn nha. Hiện tại là sung của nó nè. Đây để mình mở cái phần Task Manager lên cho các bạn dễ nhìn thấy. Các bạn có thể thấy là sung con CPU chúng ta đang chạy ở mức 4,75 on core nha. Đây là on core nha các bạn nha. Tất cả những nhân nó đều đang chạy ở mức 4,75, thậm chí có lúc nó nhảy lên 4,77, tức là gần 4,8 GB. Mà cái mức max sung của cái con CPU này như công bố của AMD á là 5 GB. Tức là 5 GB này nó sẽ chạy max được một nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ thử test bài test Cinebench R23 với một nhân xem sao nha. Bây giờ mình sẽ stop cái bài đơn nhân này lại. Đó, mới chạy qua được một vòng thôi mà chúng ta có thể thấy được điểm của con này nè. Đó. Bây giờ chấm đơn nhân nha. Rồi start. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái mức thâm dụng hiệu năng, xem có lên được 5 GB không. Hiện tại là 4.76 rồi nè, 4.9 rồi nè. Đó, 4.87 nè, 4.76, 4.87 nè. Đó, nó sẽ loanh quanh khoảng 4.9. Có khi nào nó lên 5 chấm không mọi người ơi? Chờ xem. Chưa lên 5 chấm à. Rồi, bây giờ mình nhìn vào bên trong cái bảng biểu đồ của Hardware Monitor thử xem, check xem nó có lên 5 chấm không. Rồi bây giờ mình đang test single core và anh em cũng có thể thấy ở ngay cái phần này là con core 1 của chúng ta. Đây, mở to lên cho các bạn thấy ha. Là con core 1 của chúng ta nó đang chạy với xung là 5 GHz. Đó. Đối với bài Cinebench R23 này á, thì nó sẽ luân phiên chuyển cho các core lên thành 5 GHz khác nhau. Để bạn thấy nó nhảy xuống core 5 nè, giờ nó lại lên core 1 là 5 GHz. Thì đấy, nhìn xuống dưới đây á, dĩ nhiên con CPU chúng ta cũng mát hơn và cũng như là TDP nó cũng lách ít hơn. Đây, bạn thấy loanh quanh 33W thôi. Đó, chứng tỏ như một điều á, là cái con CPU này có thể chạy được max sung 5 GHz ở trên con mainboard này, đúng không? Và thêm một cái nữa, hồi nãy mình có chạy bài test on core thì chúng ta có thể thấy được là nó vẫn đạt cái mức sung rất cao cho on core là được khoảng 4.8 GHz. Bây giờ chúng ta sẽ vào test thử game coi là trong game á, cái sung nhịp nó có cao như vậy không nha. Ok bạn ơi, hiện tại mình đang ở trong CSGO và hiện tại bạn có thể thấy được nè, con CPU chúng ta cũng đạt 5 GB luôn. Sung cao không phải? Và lưu ý nha, bây giờ mình đang chơi trên 2K các bạn. Đây mình đang để 2K là full screen nè, very low hết. Đó. Bây giờ mình sẽ thử để về Full HD coi. Full HD nó sẽ theo lý thuyết á, là nó sẽ ăn nhiều hơn vào con CPU. Đấy, và chúng ta sẽ cùng xem coi coi là người đang CPU nó cũng vẫn vậy hay không. Nãy là các bạn có thể thấy được là con CPU chúng ta load khoảng 38 39W. Bây giờ không biết là để Full HD nó như thế nào. Bây giờ cái thông số nó hơi to hay bây giờ mình scale lại để cho anh em có thể dễ theo dõi. Rồi. Đây. Đó, làm nhỏ nó lại nha. Ok, vô lại game. Đó, bây giờ anh em có thể thấy là CPU lát khoảng 31W và nó vẫn ăn 5 GB. FPS thiệt ra là cũng không quá cao đâu, tại vì mình đang xài con 3070 á. Và bây giờ bạn có thể thấy được nè, con CPU chúng ta đang lát khoảng chỉ có vài phần trăm thôi, 14%. Vâng, một sự gọi là khinh bỉ con Vega rất là cao. Và thiệt ra mấy cái tựa game nhẹ như thế này á, thì những con GPU cao cấp á, nó lại không có tận dụng được tối đa hiệu năng của nó rồi các bạn. Hầu hết là những con Vega cao cấp nó sẽ có thể tận dụng được hiệu năng khi mà chúng ta chơi game AAA. Và những cái tựa game này á, thì nó sẽ tốt khi mà các bạn đi với những con Vega mà có hiệu năng trung bình khá, kiểu vậy. Đó, làm cái highlight rồi. Đấy, súng lục mà có màn ngay quá ngon. Cái điều tích cực ở đây các bạn có thể thấy được là cái frame time chúng ta nó rất là ổn định các bạn. Bạn thấy cái đường nó ngang phè không? Kinh cũng kiếp thật. Và CPU lúc nào cũng chạy 5 GHz, ăn loanh quanh khoảng 40W thôi. Đấy các bạn ơi. Đó, bắn hết. Đó, chưa làm sao quất mình được. Đây. Các bạn theo dõi đây nha, đừng có theo dõi highlight của tôi biết là tôi chơi game rất là hay. Đó, nên là anh em sẽ rất là bị cuốn vào cái gameplay của tôi. Các bạn có thể thấy được là đây là một màn hình rất là đẹp đến từ AOC Q24G2, màn 2K 144Hz, 165Hz chứ, đang bán từ GVN. Ngược vãi nồi các bạn. Game không một chút stutter, không một cái gợn sóng gì hết, siêu mượt luôn. Đấy à. Có địch, có địch, có địch. À, bồ xử rồi. Mình làm cái highlight nữa, thôi mình chuyển sang game khác bạn nha. Đó, có mạng ngay. Quá điền. Ok, bây giờ chúng ta đi game triple A nha các bạn nha. Ok bạn ơi, bây giờ mình đang ở trong game Shadow of the Tomb Raider, một trong những tựa game mà cũng được ông Tech Power Up test và cũng như là anh Hardware Unbox test luôn. Thì ở đây bạn có thể thấy được á, mới vô game thôi mà chúng ta đã thấy được 100% load của con GPU rồi. Giống như nãy mình có nói với bạn trong CSGO là mấy tựa game triple A thì mấy con Vega mạnh như này nó mới tận dụng hết hiệu năng đúng không? Thì ở trong game này mặc dù là một tựa game mà nó ăn đa nhân CPU nhưng mà MCU chúng ta nó vẫn load khoảng 4GB chính cho tới 5GB. Đó, nó vẫn nhảy lên 5GB các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta lên benchmark coi. CPU chúng ta vẫn load lên quanh khoảng 40W, bây giờ lên gần 60W kìa, 58W kìa. Nhiệt các bạn thấy rất là ổn định đúng không? Nhiệt cả CPU lẫn GPU đều rất mát. Quá ngon. Kiểu này thì game load kiểu gì mà chạy nhanh. Game load nhanh vô xong chúng ta sẽ cùng xem coi về cái mức load nhanh thiệt, mình chưa kịp nói luôn. Và ở đây chúng ta có thể thấy được đây là hiệu năng của em Ryzen 7 7800X 3D. Đó, khoảng 60 mấy độ này. Sau cái màn load game hồi nãy thì nó tụt xuống 60 mấy độ ha. Và bây giờ CPU chúng ta ăn khoảng 34% và xung nó hiện tại đang khoảng 4.7 nè, 4.9 nè. Đó, bạn có thể thấy không? Đôi lúc nó sẽ lên 5 chấm cho các bạn xem. Và bây giờ nó đang thâm dụng khoảng 45W điện ha. Và vẫn là như vậy, nó vẫn kéo được 100% sức mạnh của con GPU của chúng ta. Ok, bây giờ cùng mời các bạn theo dõi hết cái phần benchmark này và chúng ta cùng xem kết quả cuối cùng. Ok anh em ơi, đây là kết quả cuối cùng của chúng ta ha. Và nãy giờ mình thống kê lại cho các bạn nè, con CPU chúng ta nó sẽ chạy ở mức 5GHz và load tương đối là căng cực khi mà các bạn thấy nó đi qua những cái hoạt cảnh mà chạy trên 200 fps, giống như là cái đoạn cuối của cái tựa game này. Và khi mà các bạn thấy có những cái khúc mà mở đầu của cái game này, khi mà vào benchmark thì bạn sẽ thấy là cái con CPU này nó load không tới 5.GHz đâu, tại vì cái lúc đó FPS nó đang khá là thấp. Đó. Và hiện tại các bạn có thể thấy được là cái con VA chúng ta sau khi mà chạy rất là căng cực 99% cho tới 100% thì nó trả lại chúng ta mỗi kết quả như thế này. Ở 2K và độ họa cao mà nó vẫn trả lại cho chúng ta 184 FPS trung bình. Khủng quá các bạn ạ. Không đi bờ được đâu. Đấy, và đó là cũng kết xong cái phần test game của mình. Và đây các bạn, mình cũng có đang chạy Cinebench R23 đa nhân và các bạn có thể thấy được là màn hình vẫn đang còn chạy ha, và mình chạy nãy giờ cũng 2 lần rồi đó. Và ở đây các bạn có thể thấy được cái nhiệt độ cao nhất của chúng ta là 64,8 độ C nha các bạn nha. Nằm ở dưới đây là nhiệt max nè. Đó, đối với dàn VRM. Đấy, bạn có thể thấy ha. Đây là mình đo cái dàn ở đây, ngay cái chỗ có cái tản. Bây giờ mình sẽ đo cái chỗ không có tản. Rồi, đo hai cụm luôn ha. Hai cụm ngoài này của chúng ta thì mức nhiệt là 59,8 độ C. Đây các bạn có thể thấy 59,8 độ C. Đây hai cụm ở trên ha. Còn cái dàn ở trên đây hồi nãy các bạn có thể thấy là nó đạt gần 65 độ. Đó, để chứng tỏ là dàn VRM con này rất mát. Rồi sau cái phần real test của mình thì các bạn thấy đó, rất là bất ngờ. Em này nó chạy được thiệt. Mình chưa bao giờ thấy một con Men A nào như vậy các bạn. Và cái lợi thế của những con Men A đó là bạn vẫn có thể ép sung được RAM. Bạn vẫn có thể chạy được những cái con CPU cao như thế này. Thì ở đó mà các bạn sẽ loại bỏ đi được cái mối lo là khi mà các bạn build với những cái con CPU cao cấp như này của AMD ha, những cái con 7000 series là mainboard nó bị mắc. Năm nay không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Những cái con mà đời 5000 series bạn thấy á, hoặc là những cái con đời cũ trước đó thì bạn sẽ thấy được là thường á là CPU của AMD sẽ có mức giá rất tốt, nhưng mà mainboard của họ tương đối là khó tiếp cận. Nhưng mà năm nay thì khác rồi, những con Men A thậm chí giá rất rẻ như thế này thì nó đã có được một cái sự ao trình nhất định so với chính họ của những năm trước. Và bên cạnh đó là nhiệt độ dàn VRM của cái con A620 này, như các bạn thấy ở trên màn hình lúc nãy mình đã test qua cho các bạn thì nó tương đối là ổn định đúng không? Không có gì để chê về con men này hết. Và rõ ràng nó cũng chứng minh cho một điều là Ryzen 7 7800X3D ngoài cái việc là nó ao trình khi mà các bạn chơi game ra thì nó còn hoạt động rất tốt trên một hệ thống giá rẻ. Ok chưa ạ? Rồi, và đó là tất cả những gì mình mang lại cho các bạn trong video clip này. Và cũng đừng quên để lại một like, một share, một subscribe nếu bạn thích những video thực chiến giống như thế này nha. Còn bây giờ thì cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace. AMD lần này làm CPU ngon thực sự. Và đừng quên hiện tại GVN đang diễn ra chương trình AMD Week, máy cực mạnh mà giá cũng cực kỳ ngon. Với các sản phẩm AMD giá chỉ từ 4.990.000 và bạn sẽ có cơ hội tiết kiệm lên đến 10 triệu đồng. Đặc biệt là có giao hàng miễn phí và trả góp online luôn nha. Thời gian có hạn, diễn ra chỉ từ 12 tháng 6 2023 cho tới 25 tháng 6 2023. Đừng quên bỏ lỡ nha.